Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu hai mẫu đàm thoại đều diễn ra trong một cái gia đình. Mẫu thứ nhất thì khá dài, câu chuyện giữa một người cha và đứa con trai. Đứa con trai nó nói về cái môn học này thì ba nó có ý kiến qua ý kiến lại về một cái môn học, ở đây là môn địa lý đó. Và cái mẫu thứ hai ngắn hơn là giữa một người cha với một đứa con gái. Đứa con gái bé đó, nó muốn đi chơi, ba nó không cho, viện lý do là ngày mai con phải đi học. Thì cái lời lẽ nó hơi gay gắt. Thì xin các anh chị làm quen với cách nói chuyện trong gia đình nhé. Bài học thứ nhất có cái đề tựa là Jérôme et la géographie, cậu bé Jérôme và môn địa, la géographie, môn địa thường thường đi với môn sử. Môn sử là l'histoire. Và khi mà mình nói chung hai môn này thì người Pháp họ nói là géo-histoire, géo đây ạ, géo-histoire. Bạn kia giỏi sử địa lắm, rất là giỏi về géo-histoire. Môn văn là littérature. Môn lý là physique, là chimie. Môn hóa là biologie, môn sinh. Môn toán thì lại là số nhiều, les mathématiques. Và thường thường người ta gọi tắt là les maths, bởi vì nó có 3 môn ở trong đó. Môn số học, l'algèbre. Môn đại số, l'arithmétique. Và môn hình học, la géométrie. Tôi xin đọc lại nhé, la géographie, l'histoire, la littérature, la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, hoặc là les maths, l'algèbre, l'arithmétique, la géométrie. À, đây là một số các cái môn học, một vài, quelques matières ở trường phổ thông. Các anh chị nào có nhu cầu về các cái môn học khác ở trên cấp cao đẳng đại học, thì nếu cần thì có thể gửi cho tôi nhé. Nếu tôi biết thì tôi trả lời. Có lẽ có nhiều môn mà sâu cao quá thì tôi cũng không biết đâu. Mà mấy cái môn bình thường thì tôi biết, tôi trả lời nhé. Jérôme mới nói như thế này này, đi papa, ba ơi ba, la Finlande c'est un beau pays, nước Phần Lan là một quốc gia rất đẹp lắm phải không? Oui, bien sûr, dĩ nhiên rồi, đẹp lắm. C'est un très beau pays, đây là một quốc gia rất là đẹp. Il y a des centaines de lacs et de forêts, có hàng trăm những cái hồ và rừng. Thực sự ra nước Phần Lan có tới 3.000 cái hồ thôi anh chị, và rất là nhiều đảo ở trong lục địa đó, chứ không phải ngoài biển. Rất là nhiều hồ và nhiều rừng nước Phần Lan, diện tích khoảng khoảng như nước Việt Nam chúng ta mà chỉ có 5 triệu dân. Các anh chị tưởng tượng là đất nước mênh mông, đất rộng người thưa. Et la capitale de la Finlande c'est Oslo, còn thủ đô của nước Phần Lan là Oslo phải không? Quá, cái gì? Khi mình không hiểu, mình muốn hỏi cái gì thì cái câu mà thấp nhất đó, cái cách hỏi thấp nhất là quá cái gì. Ở trong bạn bè với nhau thôi, trong gia đình rất là bình dân, ngang hàng. Nhanh cao hơn một tí nữa là comment, thế nào, khá lịch sự, pardon đối với người ngoài. Và lịch sự nhất là excusez-moi, hỏi các anh chị nhé, nghe không hiểu hỏi qua cái gì. Oslo hả? Mais non, không phải đâu. Ce n'est pas la capitale de la Finlande, không phải là thủ đô của nước Phần Lan đâu. C'est la capitale de la Norvège, đó là thủ đô của nước Na Uy. La capitale de la, la capitale de la Finlande c'est Helsinki, thủ đô của nước Phần Lan là Helsinki. Wow, tức là nó thấy khó, c'est difficile, la géographie, môn địa khó quá. Mais non, ce n'est pas difficile, không đâu có nơi đâu có khó gì đâu. C'est ennuyeux, mà chán quá, chán. Tức là mình không có hào hứng. Au contraire, ngược lại, c'est passionnant. Cái chữ này là các anh chị, ngược lại với trên này này. Một cái gì mà nó gây cho mình không có hào hứng, c'est ennuyeux. Một cái gì làm cho mình mê, nó làm cho mình hào hứng, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Quả thực, học địa lý là một chuyến đi, đi xa. Il y a des pays différents, có những quốc gia khác nhau, des cultures différentes, những nền văn hóa khác nhau. Pays là masculin thì différent như thế này, culture là féminin thì différent có ơ. Des langues, những ngôn ngữ khác nhau, des coutumes variées. Langue nghĩa thứ nhất là cái lưỡi trên cơ thể mình, các anh chị trong miệng mình đó. Langue nghĩa thứ hai là ngôn ngữ. Tôi xin giới thiệu các anh chị khi cuốn này này. Chắc nhiều người có thể nghe nói hoặc là biết Cours de langue et de civilisation française, giáo trình ngôn ngữ và văn minh Pháp. Cái cuốn này nó đã xuất hiện ở Việt Nam có lẽ là gần một thế kỷ. Khi tôi còn nhỏ tôi cũng học quyển này.
quyển 1, quyển 2. Bởi vì ngày đó không có mạng, rồi cũng không có nhiều sách vở như bây giờ, chỉ có cái bộ này thôi. Học hết quyển 1, qua quyển 2. Rồi sau hết quyển 2 thì qua một cái giáo trình khác. Ngày xưa không có nhiều sách như bây giờ, không có lựa chọn. Vậy tôi nói lại, longer, nghĩa thứ nhất là trong miệng mình là cái lưỡi ấy. Nghĩa thứ hai là ngôn ngữ, de coutume varier, và những cái lề thói đó, những phong tục đó, đa dạng, varier. Ở đây là đi theo danh từ feminine, Lorient thì nó thêm OS varier, chẳng hạn là thức ăn đa dạng, phong cảnh đa dạng, même en Europe, ngay cả bên bên châu Âu cũng có phải không? Bien sûr, dĩ nhiên rồi, regarde dans l'Atlas, nhìn ở trong cuốn Atlas, là il y a l'Europe, chắc là ông bố mở cuốn Atlas và chỉ đây là châu Âu. Il y a combien de pays en Europe, ở bên châu Âu có bao nhiêu quốc gia? Thưa các anh chị, Europe là một lục địa, có năm lục địa, và tất cả cái năm lục địa này đều tận cùng bằng ơ, do đó là giống cái, và giống cái thì dùng với giới từ en như là một quốc gia feminine vậy, chẳng hạn như là en France, en Chine, en Italie, en Europe. Tôi sẽ đưa cái danh sách của năm châu sau đây. Đó là Communauté Européenne, ở trong cộng đồng châu Âu phải không? Maintenant, il y a 25 pays. Đứa bé nó hỏi ở bên châu Âu có bao nhiêu quốc gia? Ông bố hỏi con, ý con muốn nói là trong cái cộng đồng châu Âu chứ gì? Hiện nay có 25 nước. Thưa các anh chị, ở đây là năm cái lục địa. Các anh chị thấy tất cả đều là feminine. L'Afrique châu Phi. Adjective là Africain. Masculine, feminine. L'Amérique, châu Mỹ, américain, américaine. L'Asie, feminine luôn, asiatic, asiatic, thuộc về châu Á hoặc là người châu Á. Nếu mình thêm cái mão từ thì sẽ ra người châu Phi, người châu Mỹ, người châu Á. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta thấy là một cái nhà hàng châu Á ở bên Pháp á, restaurant asiatic. Ở trong này người ta để chung chung vậy, nấu các món ăn châu Á. Có những người họ làm chuyên biệt, restaurant vietnamien. Đây là một nhà hàng Việt Nam, restaurant vietnamien, có tên là Vịnh Hạ Long, La Mer d'Alon. L'Europe là châu Âu thì là européen, européenne, phải gấp đôi chữ n này lên ạ. Oceania, châu đại dương, oceanic. Như vậy là cộng đồng châu Âu thì người ta dùng cái chữ này, Communauté Européenne. Các anh chị coi ở đây này. Communauté là féminin, là européenne. Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Có bao nhiêu ngôn ngữ tất cả? Il y a au moins 20 langues différentes. 25 nước nhưng mà có 20 ngôn ngữ. Le Finnois, tiếng Le Finnois là tiếng Phần Lan. Le Czech là tiếng tiệp khắc, L'Allemand tiếng Đức, Le Français tiếng Pháp, L'Anglais tiếng Anh, L'Italien tiếng Ý, L'Espagnol tiếng Tây Ban Nha. Tu veux apprendre une langue étrangère? Con muốn học một tiếng nước ngoài, một ngoại ngữ phải không? Tôi cho thêm một số các cái ngôn ngữ mà không có ở trong này ạ. Tiếng Bồ Đào Nha, Le Portugal thì ngôn ngữ là Le Portugais. Tiếng Hy Lạp, La Grèce thì là Le Grec. Nước Bỉ, La Belgique, không có tiếng Bỉ, người ta dùng tiếng Pháp và một cái ngôn ngữ gọi là Le Flamand. Tiếng Pháp là nửa cái lãnh thổ Bỉ nằm sát nước Pháp, còn nửa lãnh thổ Bỉ nằm sát Hà Lan thì nói tiếng Flamand. La Suède, nước Thụy Điển thì có tiếng Thụy Điển Le Suédois. Nước Na Uy, La Norvège thì có tiếng Le Norvegian, tiếng Na Uy. Nước Đan Mạch, Le Danmark, thì có tiếng Danois. Những chữ này chúng ta cứ coi đi coi lại thì nó nhớ các anh chị ạ. Mà các anh chị nhớ ngay trong một cái điều là các ngôn ngữ đều là lơ hết. Lơ hết, tất cả đều là lơ hết, không có ngoại trừ. Còn tên quốc gia thì có khi là lơ, có khi là la, các anh chị nhớ cái luật tôi phải không ạ? Tôi xin lặp lại nhé. Tất cả các quốc gia nào tận cùng bằng ơ này thì nó là feminine. Và các quốc gia tận cùng bằng các ký tự khác, như đây là chữ L, đây là chữ K, nước Việt Nam là chữ M, thì là masculine, ngoại trừ ba nước Le Cambodge tận cùng bằng ơ thì là lơ, Le Mexique là lơ mặc dù tận cùng bằng ơ, và Le Mozambique. Còn muốn học một tiếng nước ngoài phải không? Oui, pourquoi pas?
Đúng rồi, tại sao lại không hả ba? L'espagnol c'est facile. Pourquoi pas l'espagnol? Tại sao không học tiếng Tây Ban Nha? Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Dễ lắm mà. No, mon garçon. Không ơi, không đâu, con trai ơi. L'espagnol c'est beau, mais ce n'est pas facile. Tiếng Tây Ban Nha thì là một tiếng rất là đẹp, nhưng không có dễ đâu. Mở ngoặc, un son à la porte. Sonner có thể là, anh chị coi đây ạ. Sonne có thể là VT, tức là mình kéo chuông, bấm một cái chuông gì, chuông ở trên cao hoặc cái nút chuông đó, bấm vào, hoặc là một cái gì nó reo lên. Ở đây là người ta bấm chuông rồi, ông son là ý nói làm sao các anh chị? Ông son là người ta bấm chuông kìa. Bấm chuông ngoài cửa đó. Hoặc là sa son là có người bấm chuông kìa. Ở bên nhà Việt Nam của chúng ta đó, cái chuông để ngoài cổng, rồi có khi mình đang ở trong bếp và tuốt phía đằng sau đó, rồi nghe tiếng chuông thì một người nói với một người kia kìa, có người bấm chuông kìa, ông son à. Thế là mình chạy ra xem ai. C'est qui? Ai vậy? C'est Virginie. Bonjour Virginie. À, ông bố đây. Đứa con nó hỏi ai vậy? C'est qui? Monsieur Alain là ông bố đó. Đó là chị Virginie. Dạ, chào Virginie. Chào cháu Virginie. Bonjour Monsieur. Các anh chị để ý nhé. Hai đứa bé này là bạn với nhau này. Jerome và Virginie là bạn với nhau này. Nhưng mà khi nói chuyện thì vẫn phải chào ông chứ không phải là chào bác như mình. Salut Jerome, dis-moi ce soir à la télé, il y a un film de science-fiction. À, Jerome ơi, chào nhé. À, này này, tối nay ở trên TV có một cái phim khoa học giả tưởng. Tu veux venir à la maison pour le voir? Tới nhà mình coi nhé. Il n'y a pas de match ce soir. Tối nay không có đá banh hả? Mais non, le match c'est demain. Đá banh là ngày mai. Alors tu viens? Alors tu viens? Vậy thì tới không? Il n'y a pas de match ce soir. Tối nay không có, chiều tối nay không có đá banh. Ngày mai mới có, tới không? Ở trong bài này, các anh chị để ý tới cái lời lẽ rất là gay gắt. Sortie là danh từ của động từ sortir. Sortie là đi ra, nhưng mà ở đây có nghĩa là đi chơi tối. Caroline xin phép ba nó, Papa, je peux aller au cinéma avec Sylvie ce soir. Tối nay, con có thể đi cine với Sylvie không? Je regrette, ba lấy làm tiếc. Mais tu as cours demain. Nhưng ngày mai, con có giờ học. Avoir cours đối với học sinh sinh viên là có giờ, đối với người giảng dạy thầy cô giáo thì là có giờ dạy. Avoir cours cùng một động từ nhé. À, ba không muốn, je ne veux pas que tu te couches tard, ba không muốn con đi ngủ muộn. À, tối nay. À, động từ này chúng ta chưa học. Mais xin vi a eu la permission, avoir la permission là được phép, động từ permettre. Động từ permettre là chúng ta sẽ học ở trong một cái phần là động từ đi với giới từ. Đây là danh từ. La permission, có phép, tức là được phép. Mais xin vi a eu, đã có cái phép rồi. Pas question, không thành vấn đề. Xin vi sẽ xin vi, toa sẽ toa. Xin vi là xin vi, còn con là con. Mais papa, nó năn nỉ. Ça suffit, đủ rồi. Ça suffit là đủ rồi. Ne discute pas, đừng có bàn nữa. C'est comme ça, vậy là vậy. Y en a marre. Ion Nama, thưa các anh chị, cái này là bực mình lắm rồi. Nói đầy đủ ra là In Lion Nama là đủ rồi á, tương đương với như thế này đó, nhưng mà là ngôn ngữ bình dân. Bây giờ nó nói một cách thân mật, nó bỏ chữ in đi, Ion Nama. Nếu mà chúng ta nói là Jean Nema cũng là cái dạng bình dân đó, là ngán rồi các anh chị. Jean Nema. À, tối nay chúng ta đi học mà tiếng Pháp nè. Ồ, j'en ai marre, tôi ngán lắm rồi. C'est toujours la même chose, lúc nào cũng nói cái chuyện này, lúc nào cũng nói cái kiểu này đó. Bố nói này, c'est toujours la même chose. J'ai dit non et c'est non. Ba đã nói không là không. Et pas moi autrement. Nhưng mà con phải nói với ba kiểu khác nha, không được nói như vậy. Thưa các anh chị, để ý tới mấy cái phần mà tôi đánh động như thế này này. Xin vi sẽ xin vi, toa sẽ toa, nói một cách gay gắt đấy anh chị. Je dis non et c'est non. Con bé nó phụng phịu này, yon nama, cái câu này mà nói với ba là không có được đấy anh chị. Con nói với bố ngán chán quá là chán, không có được nói kiểu này. Thì ba nó bảo con phải nói với ba kiểu khác nha. Parle-moi autrement. Xin chào các anh chị.